chăng? 1. Ai hát trên thuyền? Do thiếu điểm ở kỳ thi cuối khóa học, nên Luận không được tốt nghiệp đại học kiến trúc như gia đình mong đợi. Riêng Luận thì không buồn lắm về chuyện đó, bởi năm nay không tốt nghiệp thì đến sang năm cũng sẽ đạt. Bởi so về sức học thì anh không thua bất cứ ai trong lớp. Chỉ bởi năm qua anh vướng phải một chuyện đau lòng trong tình yêu, nên đã hơn một tháng anh bỏ học, chỉ biết đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Hôm nay về vùng núi cao, nhất là vào tận Hồ Lắc mênh mông này, Luận không còn muốn vướng bận bất cứ chuyện gì khác, ngoài hưởng những ngày thật thoải mái trước khi trở lại cuộc sống ganh đua ở chốn thị thành. Luận có một người bạn vong niên hơn anh đến chục tuổi nhưng vẫn sống độc thân. Có nhà ở bên bờ hồ, phía tận cùng ở đầu hồ phía đông, nên khi đã lặn lội trên 2 ngày đường để vào được nhà, Luận yên tâm là mình sẽ không bị ai quấy rầy trong suốt những tháng ngày lưu lại nơi đây. Hồ Phùng, người bạn, đã bảo Luận: "Cậu về đây thì mình yên tâm giao nhà cho cậu ở. Tha hồ muốn sống thế nào cũng được, không phải bận tâm về cái ăn. Tớ đã tích trữ sẵn hơn 3 tháng lương thực, gạo, muối với cá khô, cả một bầy gà hơn 30 con nữa. Cậu muốn ăn thì cứ việc làm thịt mà ăn. Còn nữa, cá dưới hồ thuộc loại chim trời cá nước đấy. Cậu thích thì cứ dùng lưới, cần câu hay là mấy cái phương tiện đánh bắt trong nhà này để bắt mà ăn. Tớ về quê ngoài biển cỡ hơn một tháng mới trở lại đấy." Phùng đi 2 ngày sau, Luận mới bắt đầu nghĩ tới việc chèo thuyền ra lòng hồ để tìm cá. Thật ra, Luận muốn tìm cái thú chơi trên hồ vào ban đêm là chính, chứ anh ăn bao nhiêu mà phải bắt cá cho mệt xác. Bởi vậy, tuy bỏ theo vài cần câu, nhưng suốt hơn 15 phút thả thuyền mà Luận chưa hề tính chuyện móc mồi câu. Cái hồ Lắc này có tiếng là rộng nhất vùng núi cao này. Nhất là về đêm, nó đẹp đến nao lòng. Bởi vậy, vừa ra đến chỗ nước sâu là Luận thích thú buông chèo, ngồi nhìn suốt chiều dài hồ, rồi nhìn hai bên. Đêm nay lại có trăng, nên cảnh vật dần dần hiện ra như một lời mời gọi, mặc sức quyến rũ bất cứ ai được diễm phúc ngắm nhìn nó. Luận chép miệng: "Cảnh đẹp như vậy." Ý anh chàng có lẽ muốn nói: "Cảnh đẹp thế này mà tiếc rằng không có ai bầu bạn." Nhưng chợt ngừng ngang dòng tư tưởng, bởi vừa lúc đó anh thoáng nghe có tiếng ai hát từ rất xa. Giọng hát lạ, không rõ lắm, nhưng có lẽ do hồ thoáng, gió lộng nên nó vọng tới chỗ Luận rất nhanh, và anh nhận ra ngay đó là giọng của một cô gái. "Ai mà ra hồ vào giờ này?" Luận nghĩ tới một cô gái nào đó ở một làng ven hồ, có lẽ bị ánh trăng mê hoặc nên mới dám ra hồ vào lúc trời tối như thế này. Hoặc có thể đó là một ngư dân hay một người sống trên thuyền như anh từng nghe thấy trên vài con sông lớn vùng sông nước miền Tây quê anh. Kể cũng thơ mộng, Luận nghĩ phải chi mình cũng có được một con thuyền để lênh đênh trên sông nước như thế. Có lẽ như vậy anh sẽ mau quên được mọi nỗi buồn phiền, xua nhanh được những hình ảnh không còn muốn nhớ mà nó cứ ám ảnh đầu óc hoài. Thuyền trăng, gió đêm, mênh mang, tiếng hát chợt rõ như người hát đứng ngay bên cạnh, khiến Luật giật mình nhìn quanh, tìm kiếm. Nhưng tuyệt nhiên không có ai, cũng chẳng thấy con thuyền nào. Trăng sáng hơn, gió mạnh thêm, nên tầm mắt Luận có thể nhìn thấy rõ rặng cây tít bên kia hồ. Anh lẩm bẩm: "Ủa, đâu có ai đâu ta." Cố nhìn kỹ hơn một lúc nữa, vẫn chẳng thấy gì. Luận đang định cho thuyền trở lại gần bờ hơn, vì nãy giờ mải mê nghe hát, anh để con thuyền trôi ra hơi xa. Vừa khi ấy, tiếng hát lại cất lên. Lần này, giọng hát ngọt ngào hơn, rõ ràng hơn. Lời hát là một bài ca lạ, tuy nhiên với Luận thì anh cảm giác như người hát đang hát cho mình nghe. Âm thanh như xoáy vào con tim đang loạn nhịp của Luận. Trong phút chốc, anh bỗng như bị mê hoặc, bị cuốn hút vào. Luận buông hẳn tay chèo, mặc cho con thuyền trôi nhẹ nhẹ theo nơi phát ra tiếng hát. Và rồi như một giấc mơ, một con thuyền nhỏ vừa hiện ra dưới ánh trăng, ở cách chỗ Luận không xa, mà hình như nó đang tiến về phía Luận.
Anh chàng trong phút chốc bỗng đờ người ra, há hốc mồm như muốn nuốt từng âm thanh đó vào. Nếu muốn tả sự mê đắm thì hình ảnh của Luận lúc này thật chính xác. Có lẽ gió đã giúp cho Luận trong cuộc gặp ngẫu nhiên này. Bởi chiếc thuyền của anh không chèo mà nó cứ trôi, càng lúc càng gần hơn. Gần đến Luận thấy rõ, người đang nhẹ đẩy mái chèo bên ghe kia là một cô gái mặc chiếc áo màu tím nhạt. Mái tóc đang xõa dài tung theo gió. Nàng vừa chèo thuyền vừa cất tiếng hát, nên hầu như không nhìn thấy chiếc thuyền trước mắt mình. Và mũi thuyền của cô ta đâm thẳng vào giữa thuyền của Luận, khiến anh phải vội lách sang bên, nhưng cũng không tránh được. Hai chiếc thuyền chạm nhẹ vào nhau, Luận hơi mất thăng bằng, lảo đảo. Nhờ bám trước vào be xuồng nên Luận vẫn ngồi vững. Tuy nhiên khi ngẩng lên, anh hoảng hốt kêu khẽ. Cô ấy! Không còn nhìn thấy cô gái trên xuồng, Luận đưa mắt nhìn xuống nước khắp chung quanh. Mặt nước ngoài những gợn sóng do hai chiếc xuồng tạo ra thì không hề có bất cứ biểu hiện gì của một người vừa té xuống. Cô gì ơi! Cô gì ơi! Luận gọi liền mấy tiếng lớn, nhưng mặt hồ rộng và lộng gió đã nhanh chóng khiến âm thanh của tiếng gọi mất hút. Trời đất ơi! Làm sao bây giờ? Luận vốn bơi lội giỏi nên phút nguy cấp, anh có dịp ứng dụng tài của mình. Sau khi lột quần áo ngoài, Luận phóng thẳng xuống hồ, nghĩ rằng với tài lặn giỏi như mình, dù cô nàng có chìm đi nữa thì anh vẫn có thể vớt được. Vậy mà hơn 10 phút sau, Luận chẳng gặp gì dưới nước. Anh vừa trồi lên, Luận đã quá đỗi ngạc nhiên khi không còn thấy chiếc xuồng của cô gái đâu nữa. Anh leo lên xuồng mình và cất tiếng gọi lần nữa. Cô ơi! Cô gì ơi! Đáp lại tiếng gọi của Luận chỉ có vài tiếng chim bay qua hồ ban đêm. Luận thở phào khi nghĩ đến vừa rồi cô nàng có lẽ đã bị mất thăng bằng, có bị té nhưng đã bám được be xuồng và đã nhanh chóng leo lên lúc Luận nhảy xuống nước. Nhưng dù sao cô ta cũng hơi vô tình, đã biến đi vội mà chẳng một lời nào với người đã vì mình mà lao xuống hồ giữa đêm khuya. Dùng mình vì lạnh, Luận thẫn thờ một lúc rồi bơi xuồng trở vô bờ. Anh tự nhủ, mình sẽ quay lại nơi đây một lần nữa. Lúc cập xuồng vào bến, Luận mới chợt nhận ra bộ quần áo mình thay ra lúc nãy đã biến mất. Anh chặt lưỡi. Chẳng lẽ... Luận không nghĩ chính cô gái đã lấy, nhưng rõ ràng gió không đủ sức để thổi bay cả bộ đồ như thế. Bộ đồ Luận không tiếc, nhưng lo là số giấy tờ tùy thân trong túi, mà trong đó còn có tấm ảnh chân dung của Linh Lan, người tình phụ mà trong lòng Luận vẫn chưa muốn quên. Muốn trở ra tìm, nhưng Luận biết chắc là dù có bị rơi cũng khó lòng tìm với mặt hồ mênh mông và đêm tối như thế này. Cuối cùng, anh đành tự an ủi mình rồi trở lên nhà. Vừa bước vào giường ngủ, bỗng Luận khựng lại khi thấy bộ đồ đúng là của anh, đang được đặt ngay ngắn trên chỗ nằm. Là gì ta? Anh nhìn quanh như cố tìm xem có ai ở đó. Tuyệt nhiên không, nhưng dường như thoang thoảng có một mùi hương rất lạ, rất nhẹ. Hương của người con gái. Ai đã nhặt được bộ quần áo? Tôi xin cảm ơn. Luận cố nói rõ và chậm để cho ai đó nghe được. Tuy nhiên, sau một lúc rất lâu, anh chẳng nghe ai lên tiếng, chứng tỏ người nào đó đã đi trước lúc mình trở về, mà người đó nếu không là cô gái, thì ai vô đây? Luận quyết phải tìm ra sự thật ngay, nhưng bị lạnh nên trước mắt anh tìm bộ đồ mặc trong nhà. Anh đã treo sẵn trên móc lúc chiều để mặc. Tuy nhiên... Ủa? Sao lại... Bộ pyjama đã không cánh mà bay. Thay vào đó là một bộ đồ lạ đang ướt đẫm nước. Bộ đồ của... Cô ấy... Nhìn chiếc áo màu tím, Luận hiểu ngay đó chính là quần áo của cô gái chèo xuồng lúc nãy. Thì ra... Luận biết chắc là cô ta đã đến đây thay đồ và trả lại cho anh bộ quần áo, nhưng lại lấy đi bộ đồ ngủ của mình. Không phiền hà, nhưng Luận vẫn phải suy nghĩ gần như suốt đêm đó. Cô nàng là ai mà dám hành động như vậy?
nhất là chuyện dám lấy quần áo của người khác phái để mặc. Mãi đến gần sáng, Luận mới chợp mắt được, và trong mơ hồ, anh nghe như tiếng hát lúc đầu hôm lại cất lên ngoài hồ. Ông Lục Y nghe Luận đề nghị thì ngạc nhiên hỏi lại. Cậu muốn ra hồ lúc nửa đêm à? Luận gật đầu. Dạ đúng. Chỉ để hóng gió hay câu cá? Dạ, cá hay. Bấy giờ, ông già mới cười phá lên. Chỉ có mấy người ở xa tới, chưa biết gì, nên mới có ý nghĩ ngộ nghĩnh như thế này. Chứ ở xứ này, vào giờ đó ai nấy đều đi ngủ cả rồi. Đấy, cậu xem, giờ này ngoài hồ đâu có ai. Lời ông vừa dứt, thì tiếng hát lại cất lên, Luận reo lên. Đó, người đó. Ông Lục Y lắng nghe giây lát rồi lắc đầu. Dạ, có nghe gì đâu. Luận quả quyết. Rõ ràng người cất tiếng hát là một cô gái. Có lẽ tai bác làm sao rồi đó. Bước hẳn ra ngoài, nghe kỹ lại, rồi Luận gọi vào nhà. Bác Lục, ra đây mà nghe nè. Ông già bước ra ngay, và sau khi nghe một lúc, ông lắc đầu nói. Có một loài cá sống lâu năm dưới hồ, thỉnh thoảng cũng cất tiếng rít giống như tiếng người vậy. Biết là có tranh luận nữa với ông cũng vô ích. Luận chạy ngay vào nhà định lấy bộ quần áo của cô gái đêm qua cho ông xem. Nhưng lạ thay, trên móc áo lúc này không còn thấy chiếc áo tím đâu, mà thay vào đó là bộ pyjama của anh đang treo ngay ngắn. Luận lao bao, vừa quay nhìn khắp nơi như muốn tìm cô gái. Lúc ấy, ông già Lục Y bước vào. Ông bảo, tôi đã ở đây suốt cuộc đời, còn trước hơn cậu Hồ Phùng nữa. Mà nào có nghe ai hát hò gì đâu. Không thể giấu giếm được, nên Luận đành đem câu chuyện mình đã gặp kể lại đầu đuôi cho ông già nghe. Nghe xong, ông có vẻ nghĩ ngợi một chút, nhưng vẫn hoài nghi. Cậu nói vậy thì tôi nghe vậy. Chứ thật ra, chuyện ấy khó mà tin được. Luận bực bội. Tin cũng được, mà không tin cũng được. Bây giờ ông có đồng ý bơi xuống đưa cháu ra hồ không? Trả công ông gấp đôi ngày công ông đi đốt than luôn. Ông Lục Y quay bước ra ngoài, nói dứt khoát. Cậu muốn vậy, thì ta xuống xuồng ngay bây giờ. Luận cầm theo chiếc máy ảnh với bộ flash mới thay pin. Anh bảo, không phải cháu sợ, nhưng có thêm bác, thì cháu sẽ rảnh tay hơn. Cháu sẽ... Cậu tính chụp hình ma, phải không? Luận hơi ngượng. Thì cháu nghĩ vậy, cứ đem máy theo, chụp được gì cứ chụp. Ông già cười kha. Tôi tuy không rành về máy móc, nhưng xưa này có thấy ai chụp hình hồ nước ban đêm đâu. Kệ, biết đâu cháu lại chụp được. Họ cho xuồng ra giữa hồ. Luận dặn, bác Lục cứ bơi chậm chậm như đi ngắm cảnh vậy đó. Bơi một lúc nếu không gặp gì thì mình lưới một ít cá về nấu nồi cháo. Đêm nay bác cháu mình nhậu một bữa. Ông Lục gật đầu. Đấy, như thế này thì thực tế hơn. Hồ này nhiều cá, nhất là ban đêm. Nhưng tiếc là lúc nãy cậu không nói, nên tôi không mang theo lưới. Ồ, tiếc vậy. Tuy miệng nói vậy, nhưng đầu óc Luận cứ nghĩ về cô gái trèo xuồng. Lúc này không còn nghe tiếng hát nữa. Tuy nhiên, Luận hy vọng cô nàng đang ở gần đâu đây. Bơi đã khá xa phía tây, ông Lục Y nói. Tôi bơi ngược lại phía nam một vòng, rồi có lẽ ta về, nha. Tôi cần ngủ để mai còn lên rừng sớm nữa. Dạ. Ánh trăng sáng hơn lúc nãy, chợt Luận reo lên. Kìa! Anh chỉ tay về phía trái. Ông thấy chiếc xuồng và người chèo xuồng không? Ông Lục căng mắt ra hồi lâu mà vẫn không thấy gì. Tôi có thấy gì đâu. Hay là cậu... Luận bực quá,
gắt lên. Mắt ông bị gì vậy? Thôi, bơi nhanh về phía đó giùm cháu đi. Tiếng hát vụt cất lên, nghe rõ như người hát đang đứng cạnh bên. Luận thích thú quá. Cô ấy đây rồi. Anh giành lấy cây dầm từ tay ông Lục. Để cho bơi cho. Nhưng vừa khi ấy, như một bóng ma, chiếc xuồng kia đã lao tới nhanh như tên bắn, đâm thẳng vào xuồng của hai người, đánh dầm một cái. Xuồng trong tranh, khiến ông Lục phải kêu lên. Vịn bè xuồng cho chắc cậu Luận ơi. Khi đã bình tĩnh lại, việc đầu tiên của Luận là nhìn sang chiếc xuồng kia. Anh kêu lên. Ủa, cô ấy đâu rồi? Trên chiếc xuồng kia không hề thấy có ai. Chính ông Lục cũng ngạc nhiên. Thế chắc là người rơi xuống hồ rồi đấy. Tuy không chắc, nhưng theo bản năng, Luận phóng xuống hồ ngay mà không cần thay quần áo ra. Anh cố sức căng mắt ra dưới nước một lúc mà vẫn như lần trước, chẳng hề gặp ai. Khi vừa trồi lên, Luận đã nghe tiếng ông già Lục. Cậu lên đây mà xem này. Luận leo lên và ngạc nhiên nhìn một đống cá tươi đang nhảy. Anh hỏi. Ủa, bác vừa bắt được hả? Ông già Lục lắc đầu. Tôi có biết đâu. Tự nhiên nó... Trong lúc hai người đang nói chuyện thì chiếc xuồng kia đã từ từ trôi ra xa. Luận lẩm bẩm. Hay là giống như hôm qua. Anh Dục. Thôi, ta vô bờ thôi. Thế cậu không tìm người rớt xuống hồ sao? Dạ, không cần đâu. Ông Lục Y nói thật lòng. Này, nếu cần thì cậu cứ mò tìm. Tôi đợi được. Nhưng Luận vẫn giục. Mình vô ngay đi. Cháu lạnh quá rồi. Thật ra Luận không lạnh, mà anh đang nghĩ tới việc như hôm qua. Và quả nhiên, khi về tới nhà, anh đã phải kêu lên. Coi kìa, bác Lục! Theo tay chỉ của Luận, ông già Lục nhìn thấy một chiếc nồi đang bốc khói trên bếp than đập giữa sân. Bước lại xem kỹ, Luận vô cùng kinh ngạc, bởi trong nồi đang bốc hơi thơm lừng mùi cá. Nồi cháo cá? Ai nấu đây? Cậu Luận. Luận nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu. Cháu có biết đâu. Tuy trả lời vậy, nhưng Luận tin chắc chính cô gái áo tím chứ chẳng ai khác. Anh bảo. Bác Lục dám mang cháu này cùng cháu không? Ông già Lục do dự một lúc rồi gật đầu. Cậu đã mời, thì tôi cũng dám ăn chứ. Luận cười. Người nấu mời, chứ phải cô cháu đâu mà mời. Nhưng ai là người nấu? Thì cái cô chèo xuồng trên hồ đó. Ông Lục Y tưởng Luận đùa, nên ông cũng pha trò. Cháu này đâu phải cháu lú đâu mà sợ. Nào, chúng ta làm vài ly cho nó ấm. Ông ra dấu cho Luận chờ, rồi chạy về nhà mình cách đó hơn 100 thước, lấy sang chai rượu. Khi trở qua, ông lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên bàn đá ngoài sân đã có sẵn một chai rượu và 3 cái ly. Ông hỏi lớn, cậu lấy rượu ở đâu đây? Luận thay quần áo xong, vừa trở ra cũng ngạc nhiên hỏi, ai dọn bàn tiệc vậy? Thì cậu chứ còn ai, tôi mới ở nhà sang mà. Luận lắc đầu, cháu đi thay đồ, vừa mới trở ra đây, mà mấy cái thứ này cũng không phải của nhà mình nữa. Anh chỉ những chén tô trên bàn, đặc biệt là 3 cái ly đã rót sẵn đầy rượu. Ông Lục giờ mới thật sự quan tâm. Chắc chắn là có người vừa ở đây xong. Ông gọi lớn. Ai muốn trêu chọc chúng tôi thì thôi, ra đây nhậu cho vui. Ông gọi đến 3-4 lần mà vẫn chẳng nghe ai lên tiếng. Luận phải nhắc ông. Cháu đã nói rồi, có thể là hồn của ai đó đó. Chẳng biết có phải do muốn chứng tỏ mình không sợ oan hồn, hay là do bị lực vô hình nào thúc đẩy, Luận cầm một ly rượu đưa lên nốc cạn, vừa nói. Cảm ơn người đẹp nha. Ông Lục Y cũng nổi hứng, nâng ly lên, xin uống cạn. Và điều làm họ sững sờ là ly rượu thứ 3 chỉ trong nháy mắt đã cạn hết rượu trong ly. Ồ, ai uống nhỉ? Cả hai người đều nhìn nhau, nhưng không ai tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, với Luận thì anh có chút gì đó lý thú. Anh cũng chẳng lý giải ngay được tại sao mình lại vui vui trong lòng như vậy. Do đó, trong suốt buổi nhâm nhi, Luận cứ đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm, chờ đợi. Hết tuần rượu thứ nhất, ông già Lục Y nói. Đâu, cậu thử rót ly nữa xem nào. Luận làm ngay, và lần này cả hai đều kêu lên một lượt. Ai vậy? Ai vậy?
Ai vậy? Ly rượu được uống cạn, trong khi chiếc ly không hề xê dịch. Lúc này ông Lục Y vụt đứng dậy, giọng ông hơi run. Tôi không thể tin được. Rồi ông vụt chạy ra ngoài, biến mất vào màn đêm. Còn lại một mình, Luận uống thêm ly rượu nữa, vừa nói như cho ai đó nghe. Nếu có hảo ý đối ẩm, thì chúng ta cùng cạn hết chai rượu này. Anh lại rót đầy hai ly. Tuy nhiên, lần này ly rượu còn nguyên. Vừa lúc ấy, từ bên trong nhà có tiếng ai đó khóc tức tưởi vọng ra. Ai đó? Luận chạy nhanh vào buồng trong, nơi anh được dành làm phòng riêng. Và khựng lại, chố mắt nhìn một cô gái đang ngồi ôm mặt khóc. Cô là... Cô gái ngẩng lên với nước mắt giàn giụa, nhưng gương mặt thanh tú lạ thường. Luận lúng túng. Cô... Cô gái phụng phịu. Người đâu mà ác thế? Bắt người ta uống rượu đến mở cả mắt, ù cả tai, mà còn muốn ép nữa. Chắc muốn người ta chết mới vừa lòng hả? Luận lắp bắp. Không, tôi chỉ... Từ miệng cô ta, hơi rượu tuôn ra nồng cả gian phòng. Luận lúc này mới chú ý nhìn kỹ, cô ta mặc chiếc áo thổ cẩm màu tím, giống y như chiếc áo treo ở nhà này hôm qua. Cô chính là người chèo xuồng trên hồ. Không đáp, cô nàng bất thần ngã lăn ra giường, rồi nằm im. Luận hốt hoảng. Kìa cô! Nhưng cô nàng đã ngủ say. Cô ơi! Cô! Cô gì ơi! Mặc cho Luận gọi, cô ta vẫn nằm im. Hơi thở lúc đầu có vẻ mệt nhọc, nhưng một lúc sau thì thở đều như một người nằm ngủ bình thường. Luận bị hơi men làm cho chánh choáng, nhưng trước tình huống này anh đã tỉnh hẳn. Nhớ lại những gì đã xảy ra, anh nhủ thầm, cô ta là người hay... Cô gái nằm trước mặt Luận rõ ràng là một người bằng xương bằng thịt, sắc mặt tươi nhuận, thanh tú, đâu có vẻ gì là ma. Nhưng những gì cô ta làm thì đâu phải một người bình thường. Phân vân mãi, cuối cùng Luận đành phải buông mùng cho cô nàng ngủ, còn mình thì định bước ra ngoài. Chứ làm sao ngủ chung với một người con gái lạ. Luận vừa buông mồm xong, định bước đi thì chợt có một bàn tay níu lấy một bên chân anh, kéo lại. Sức kéo không mạnh nhưng cũng đủ làm cho Luận té ngửa ra sau và đè lên một thân thể mà anh biết chắc đó là cô gái đang ngủ say. Cô, tôi xin. Luận chỉ thốt được bấy nhiêu đó thôi. Người anh hầu như bị cột chặt bởi đôi tay mềm mại nhưng lại có sức giữ chặt, đến nỗi anh không tài nào gỡ ra được. Không một lời nói nào. Nhưng lúc ấy, má của Luận chạm vào má của cô nàng, rồi thì từ hơi thở bốc mùi rượu đó phả vào mũi anh, như thổi bùa mê thuốc lú, khiến cho toàn thân Luận bị tê liệt, mất sức đề kháng. Và rồi, bên ngoài trăng sáng vằng vặc, gió rít từng cơn. Hình như một cơn giông sắp kéo đến, giống như cơn giông bão đang xảy ra trong phòng riêng kia. 2. Vất vưởng một oan hồn. Suốt 2 ngày liền, kể từ cái đêm Luận ngủ vùi với cô gái áo tím, anh chàng hầu như người mộng du. Cứ mỗi lần gặp ai đi qua, Luận đều chỉ hỏi mỗi câu, nàng đâu rồi? Nên có ai hỏi lại nàng nào, thì Luận đáp không cần suy nghĩ, nàng sao ly, chẳng ai biết. Điều đó càng làm cho Luận quính lên. Không thấy được. Nàng hẹn trở lại. Mà sao giờ này vẫn chưa thấy? Ông già Lục Y biết một phần câu chuyện nên khuyên. Cậu không nên để mọi người biết chuyện. Sẽ không hay đâu. Tốt hơn hết, cậu tự đi mà tìm. Luận chép miệng. Biết tìm ở đâu? Khi mà nàng đã bảo là nàng không còn ở dưới hồ nữa. Anh đưa cho ông Lục Y xem một chiếc vòng bạc và hỏi. Bác biết chiếc vòng này không? Vừa nhìn, ông Lục Y đã đáp ngay. Của các cô gái miền Sơn Cước này, cô nào cũng đeo vài chiếc. Chiếc này chắc là... Đúng là cô có. Cô tặng cháu chiếc vòng này, dặn là khi nào mà muốn gặp á thì ném nó xuống đất, ắt là nàng sẽ về ngay.
Nhưng từ hai hôm nay, cháu đã ném đến cả trăm lần rồi, mà đâu có thấy gì đâu. Vừa nói xong, Luận lại ném lần nữa và lại thất vọng. Bỗng ông Lục Y bảo, cô ta dưới hồ thì phải ném xuống đó mới có kết quả chứ. Câu nhắc nhở ấy như khai sáng cho đầu óc Luận. Anh reo lên. Trời ơi, có vậy mà cháu không nhớ ra nữa. Anh nói xong, vút chạy bay xuống bến, nhảy lên xuồng và trèo nhanh ra ngoài như sợ không còn kịp nữa. Vừa định ném chiếc vòng xuống nước, chợt kịp nghĩ. Luận lẩm bẩm, không khéo mất luôn ấy chứ. Anh cột chiếc vòng vào đầu cần câu, rồi ném mạnh xuống nước. Miệng anh nói vọng theo. Sao Ly, về đây với anh. Nhưng chờ cả mấy phút, vẫn không thấy gì. Hết sức thất vọng, Luận vừa định ném lần nữa. Bỗng anh reo lên khi thấy một con thuyền lao tới. Sao Ly? Nhìn kỹ lại thì đó là chiếc xuồng không có người. Xuồng này là của Sao Ly? Luận nhận ra ngay và thoáng một chút lo lắng. Bỗng từ phía sau có ai đó lên tiếng. Người chèo xuồng bỏ đi rồi. Giật mình, Luận quay lại thì bắt gặp một chiếc xuồng nữa do một người đàn ông trung niên bơi. Ông ta không nhìn Luận mà chỉ tay về phía bên kia hồ. Nếu muốn á, thì qua bên đó mà tìm. Nói xong, ông ta bơi nhanh tay chèo. Phút chốc chẳng còn thấy bóng. Luận lưỡng lự giây lát rồi cũng nhắm hướng trước mặt mà bơi thật nhanh. Tuy mặt hồ tương đối yên, nhưng khi ra đến giữa thì lúc ấy Luận mới cảm thấy hơi lo. Bởi dù đã ở thôn hơn một tuần, đã ra hồ nhiều lần, nhìn ngắm cũng đã quen. Tuy nhiên những thôn bản quanh hồ, nơi nào cũng giống nhau. Nếu khi trở lại, chưa chắc Luận có thể nhận ra đúng nơi để tìm về nhà. Nhưng dẫu sao, thì đã liều thì liều tới luôn. Luận bơi mạnh tay nên chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, xuồng đã gần tới bờ bên kia. Cũng giống như anh nơi đang tạm trú, thôn bên này nhìn từ hồ lên cũng không thấy nhà. Luận cột xuồng lại cẩn thận trước khi lên bờ. Anh nghĩ mình phải đi bộ khá xa đây. Nhưng khi bước chưa đầy trăm bước chân, thì trước mắt Luận đã hiện ra một ngôi nhà sàn. Một chiếc xuồng nằm trước sân trong, giống như xuồng của Sao Ly. Luận kêu lên, Sao Ly! Từ trên sàn nhà, một người đàn ông xuất hiện khiến Luận ngạc nhiên. Là ông? Đó là người đàn ông trung niên dưới hồ lúc nãy. Ông ta nói ngay, tôi đang chờ cậu đây. Ông ra dấu cho Luận lên nhà, rồi nhẹ bước vào trong. Luận ngoan ngoãn đi theo. Ngôi nhà sàn khá rộng, bên cánh trái hình như chỉ kê một chiếc giường, ngoài ra không có vật dụng gì. Hay vì ngồi tiếp khách ở gian nhà giữa, chủ nhà lại đưa tay mời Luận sang chỗ đặt chiếc giường. Cậu qua đây. Vừa bước tới gần bên giường thì Luận khựng lại, thót tim. Bởi trước mặt anh, nằm im trên giường là một bộ xương người. Không để Luận sợ lâu, chủ nhà lên tiếng ngay. Người mà cậu đang tìm đó. Sao? Sao Ly? Giọng chủ nhà chun xuống. Nó nằm chờ cậu đó. Trời ơi! Luận kêu lên, rồi quên cả giữ ý, anh ngồi sụp xuống, đưa tay chụp lên bộ xương. Tay Luận vừa chạm vào thì thật bất ngờ, bộ xương vụt tan biến ra như bụi khói, bay lên rồi vút qua cửa sổ. Trong phút chốc không còn lại gì. Người đàn ông hoảng hốt kêu lên, còn Sao Ly? Luận định chạy theo, nhưng ông ta đã ngăn lại. Như vậy là xong rồi, cuối cùng thì nó đã bỏ đi. Giọng ông rầu rầu, nhưng có lẽ cũng đã biết trước nên chỉ sau đó vài giây, ông đã bình tĩnh trở lại. Trước sau gì, nó cũng ra đi thôi. Cũng không ngờ là bấy cậu, chứ không phải là anh ta. Luận ngơ ngác, bác nói ai? Cậu cứ gọi tôi là ông Bang. Người ta vẫn gọi tôi như vậy. Dạ, bác Bang muốn nói tới ai? Người đó. À mà thôi, rồi cậu cũng sẽ biết. Bây giờ thỏa nguyện rồi đó. Cậu có thể về bên kia, kéo hồ nối sóng khó đi. Nhưng giọng ông Ban trở nên thân thiết hơn. Đúng ra ta đã không chỉ cháu tới đây, bởi ta đã có lời thề. Nhưng suốt đêm qua ta đã nghe con ta khóc lóc thảm thiết. Nó cứ đòi đi gặp người mà nó thương. Ban đầu ta cứ tưởng nó đòi gặp anh ta, nên ta quyết liệt từ chối. Ta dùng chỉ đỏ cột chân nó lại để nó không thoát đi được. Nhưng chiều nay nó cứ gào lên mãi, dọa là nếu ta không đi tìm người ấy về đây thì nó sẽ gia nhập vào lũ ma trận ma xó trong bản này. Như vậy
vĩnh viễn ta không bao giờ còn gặp lại con nữa. Giọng ông ta càng lúc càng thê thiết hơn, khiến Luận quặn đau trong lòng. Anh dè dặt hỏi lại, bác nói sao Ly muốn gặp ai? Chỉ thẳng vào Luận. Ông ba nói, là cậu, chưa còn ai nữa. Là cháu? Sao lại... Ông ba nghiêm giọng, cậu muốn chối mình đã có quan hệ với con ta phải không? Cháu... Sao Ly đã kể hết? Nó uống rượu và ngủ lại với cậu một đêm. Có phải vậy không? Luận lắp bắp. Dạ đúng. Ông ta thở hắt ra một hơi, ngửa mặt lên trời, nói như phân trần. Chạy trời không khỏi nắng mà. Ta đã thề sẽ không cho con gái ta, dẫu nó chỉ còn là hồn ma, bước chân vô cái nhà đó. Vậy mà... Kìa bác, cháu chỉ ở trọ nơi đó thôi. Ông Ban nhẹ giọng hơn. Chính vì biết điều đó nên ta mới ra hồ gọi cậu vô đây. Chứ nếu cậu là thằng đó thì ta chỉ có phanh thay nó ra thôi. Luận hoảng hốt. Bác nói thằng nào? Ông ta gằn từng tiếng một. Thằng Hồ Phùng. Dù cho có giàu tưởng tượng đến mấy, Luận cũng không nghĩ đến điều này. Anh lắp bắp hỏi lại. Hồ Phùng? Làm sao? Giọng ông Ban sắc lạnh. Nó đã hại đời con gái tao. Nếu không nghĩ cái tình trước đây nó từng cứu cả nhà tao thì tao đã giết chết nó rồi. Mặt lão ta đanh lại thấy phát sợ. Luận rụt rè nói, Cháu không biết chuyện này. Bất ngờ vỗ vai Luận. Ông ta nói, ta biết điều này nên mới chấp nhận. Rồi ông ta thở dài. Âu cũng là duyên số. Con sao Ly nó biết cậu là ai đâu. Chỉ bởi cậu ra hồ vào giờ thiên đó. Khi nó hiện về thì gặp cậu và phải lòng cậu. Trời ơi, phải trước kia khi nó chưa chết mà gặp cậu như thế này, tôi đâu có khổ. Ông ta bất ngờ ôm mặt khóc ngất, làm cho Luận càng sợ hãi lúng túng hơn. Anh chỉ biết nói lý nhí. Dạ bác, cháu xin. Ông Ban chỉ chiếc giường trống không. Nó chết oan ức. Khi ta tìm được xác nó dưới hồ thì thịt rã hết, chỉ còn lại chiếc vòng bạc có khắc hình mặt trời mọc để ta nhận ra nó. Từ đó ta mang xương cốt nó về đây, đặt trên chiếc giường mà khi còn sống nó vẫn nằm. Ta hy vọng nó sẽ mãi ở bên ta. Vậy mà nay nó đã đi rồi. Luận dần dần hiểu ra câu chuyện. Anh xúc động đến rơi nước mắt, khiến ông Ban cũng cảm thông. Hôm qua, oan hồn nó hiện về báo cho ta biết chuyện nó phải lòng cậu. Lúc đầu, ta giận lắm. Nhưng khi nó giải thích thì ta muốn gặp cậu để nói cho rõ. Bây giờ cậu biết rồi. Già này chỉ xin cậu một điều thôi. Con sao Ly là một hồn ma. Nó không thể yêu thương và lấy chồng như một người bình thường được. Cậu thương nó thì đừng để nó phải lạc lõng bơ vơ nữa. Luận hỏi tới, vậy cháu phải làm sao? Nhìn vào mắt Luận hồi lâu, rồi ông Ban mới tiếp lời. Cậu phải ở lại mãi bên cái hồ này. Luận biến sắc, nhưng cố giấu để người đàn ông không phát hiện. Thưa bác, chuyện đó... Giọng ông Ban dứt khoát. Cậu có thể không nhận lời, và điều đó có nghĩa là con Sao Ly sẽ vất vưởng là một oan hồn không nơi nương tựa. Bởi khi đã thoát ra khỏi hài cốt thì nó không còn bao giờ trở về đây được nữa. Luận đáp nhanh, không cần suy nghĩ, cháu sẽ làm như vậy. Cháu sẽ ở luôn ở đây. Ông Ban nhìn Luận với ánh mắt sáng hẳn lên. Đó là cậu hứa đấy nha, tôi mong là cậu giữ lời. Rồi ông đột ngột hỏi, cậu còn nhớ chiếc vòng bạc không? Luận lấy ra từ trong túi chiếc vòng lúc nãy anh tháo từ sợi dây câu ra. Vật của Sao Ly tặng thì làm sao cháu có thể quên nó được? Được lắm. Đó là vật giúp cậu và Sao Ly gặp được nhau. Nó dặn thế nào, cậu cứ làm đúng y như vậy. Luận thắc mắc, Sao Ly dặn cháu mỗi khi muốn gặp thì ném xuống đất hoặc xuống nước thì cổ sẽ hiện ra. Vậy sao lúc nãy cháu ném nhiều lần vẫn không thấy gì vậy? Ông Ban giải thích. Đó là do ta cột nó lại bằng dây phép, nên cậu không làm sao triệu nó dậy được. Còn bây giờ, nó đã tự do,
bất cứ lúc nào cậu muốn gặp cũng được. Dạ, như ta nói, tuy được tự do, nhưng nó là hồn ma dất dưỡng không chốn nương thân. Nếu cậu không bảo bọc nó, thì nó sẽ là ma trành, ma xó. Cậu hãy nhớ lấy điều đó. Luận còn muốn hỏi thêm, nhưng ông Ban đã bỏ đi vào trong nhà rồi, ở luôn trong đó. Ngẩn người ra một lúc, cuối cùng Luận lững thững bước ra, trở về bến thuyền. Khi đi ngang qua sân, Luận không còn thấy chiếc xuồng quen thuộc nữa, mà cả chiếc xuồng của anh đậu ở bến cũng không biết đã biến đi đâu. Còn đang lúng túng thì chợt có giọng của ông Ban phía sau lưng. Còn Charlie không muốn cậu trở về bên kia, bởi nơi đó có kẻ thù của chúng tôi đang có mặt. Luận cau mày. Là Hồ Phùng sao bác? Hắn đang có mặt ở trong nhà và đợi cậu. Mà con Charlie thì không thể giáp mặt hắn. Cháu sẽ về bên đó để gặp anh ta. Cháu phải hỏi cho ra lẽ. Ông Ban nói. Cậu cùng đi với ta thì qua hồ này mới được. Chưa thực tình, con Charlie muốn cậu ở lại đây đêm nay. Ông lấy một chiếc xuồng khác được giấu trong một bụi rậm ven hồ. Đích thân ông bơi xuồng đưa Luận đi, nhưng khi vượt qua giữa hồ thì đôi lần sóng dâng cao, như có ai đó cố tình ngăn chân họ đi. Khó nhọc lắm, hai người mới vượt được qua bên kia. Khi tới bến, ông Ban bảo, cậu lên đi. Và nên nhớ, nếu muốn giữ lời thì phải tìm một nơi nào đó ở riêng. Chứ ngôi nhà này thì con Charlie không bao giờ chấp nhận. Ông nói xong, đã vội trèo nhanh và biến mất dạng. Ngồi nghe Luận thuật chuyện, mãi lúc sau, Hồ Phùng mới lên tiếng. Những gì cậu nói đều đúng cả. Trước đây, mình có yêu Charlie. Luận hỏi dồn. Chuyện bắt đầu và kết thúc ra sao? Ra dấu cho Luận bình tĩnh, Hồ Phùng chậm rãi kể. Hơn 5 năm trước, mình chán cảnh phồn hoa, nên lang thang về chốn này. Lúc đầu chỉ bởi máu bốc đồng thôi, nhưng khi tới đây và ở lại được hơn 1 tháng, thì mình hiểu là cuộc đời mình đã gắn chặt nơi này rồi. Mình gặp Charlie trong một đêm đi chài cá trên hồ đấy. Cô ấy là con gái của một người thợ săn cá ở bản bên kia. Cô ấy... Luận chặn lời. Và cậu đã dụ dỗ cô ấy, rồi làm cho cô ấy đau khổ. Rồi cuối cùng... Hồ Phùng không ngạc nhiên vì sự rành rẽ của Luận. Anh ta vẫn bình thản. Đúng như những gì cậu đã nghe. Tôi yêu Charlie chân thành. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn thì Bích, người yêu cũ của tôi, tìm đến tận đây. Chắc cậu không lạ gì chuyện ghen tuông của đàn bà nữa. Chính Bích đã gặp Charlie tại ngôi nhà này. Sau một cuộc cãi vã, chính Bích đã đánh Charlie ngất đi, rồi sau đó kéo xác cô ấy ra giữa hồ, ném xuống đó. Khi mình hay được chạy từ rừng về thì chỉ còn biết nổi điên, đánh cho Bích một trận rồi đuổi cô ta đi. Từ đó, mình giam chặt cuộc đời ở chốn này, vừa để tự trừng phạt mình, và cũng đồng thời là để đợi chờ Charlie. Luận giận dữ, quát to. Đợi chờ cái gì, khi mà nàng đã ra ma rồi? Phùng đau khổ. Mình biết Charlie đã thành ma, nhưng mình vẫn đợi. Đó là nguyên nhân tại sao đã nhiều năm nay mình không rời khỏi nơi này. Mình chỉ muốn một lần gặp lại Charlie thôi. Để nghe nàng mắng chửi, thậm chí giết chết mình cũng được. Vậy mà nàng vẫn biệt tâm. Lúc nãy, Luận chưa kể hết chuyện riêng giữa mình và Charlie. Đến lúc này anh không còn muốn giấu nữa, nên nói hết ra. Nghe xong tưởng đâu Hồ Phùng sẽ tức giận, nhưng trái lại, anh ta lại nói. Như vậy cậu may mắn hơn mình rồi. Và đúng là cậu là người xứng đáng được nàng trao gửi đời con gái. Luận ngập ngừng hỏi. Charlie và cậu có gì với nhau không? Hồ Phùng đáp rất chân thành. Mình lấy danh dự mà nói với cậu, giữa mình và Charlie chưa hề có gì cả. Mình yêu cô ấy với tình yêu trong sáng, thậm chí chưa dám nắm tay nàng một lần nữa kìa. Luận nhủ thầm. May cho cậu đó. Hồ Phùng hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Luận gượng cười. Không có gì. À mà này, sẵn có anh trở về, tôi muốn nói thế này.
Tôi tính ngày hôm nay sẽ chuyển đến ở một nơi cách đây ít dặm đường, nhằm có một nơi yên tĩnh hơn để tu tĩnh. Tôi muốn ở lại lâu dài. Hồ Phùng siết chặt tay Luận. Cậu không phải đi đâu cả. Người rời khỏi đây phải là mình. Sau những gì xảy ra, mình biết đã đến lúc mình nên đi khỏi đây rồi. Đi ngay, càng sớm càng tốt. Thời gian tự lưu đày của mình đã hết. Chúc cậu có những ngày êm đềm, hạnh phúc hơn mình nhé. Để chứng minh lời mình vừa nói là thật, Hồ Phùng mang luôn chiếc ba lô vừa mang về lên vai, siết chặt tay bạn lần nữa. Sẽ gặp lại cậu sau, khi nào mà cậu về thành phố thăm mình. Còn mình sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa. Biết có giữ cũng không giữ được bạn, nên Luận đứng nhìn cho đến lúc bóng Hồ Phùng khuất ở sau rừng cây. Dân sống hai bên bờ hồ từ đó về sau ngạc nhiên về sự xuất hiện của một chàng trai người Kinh. Ngày ngày anh ta bơi xuồng ra giữa hồ, có hôm còn đi xa tít ở bên kia hồ nữa để đánh cá. Nhiều người ngạc nhiên, chẳng hiểu sao anh chàng thành thị này lại chọn cuộc sống như một người đi đày ở bên hồ hoang vu, cô tịch này. Vài người đoán Luận thất tình hay trốn sâu lậu thuế gì đó. Chỉ có ông Lục Y là lờ mờ hiểu ra nguyên do chính khiến Luận ở lại nơi này lâu dài. Nhưng một lần được chứng kiến chuyện lạ làm cho ông sợ hết hồn, nên chẳng dám hở miệng với ai nửa lời. Thỉnh thoảng, ông lén đứng ngoài, rình xem và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ngày nào Luận cũng được ai đó dọn sẵn một mâm cơm thật tươm tất và thơm ngon. Không bao giờ thấy ai xuất hiện vào ban ngày trong ngôi nhà đó. Nhưng về đêm, luôn luôn trong phòng riêng của Luận đều có những tiếng thì thầm, lâu lâu lại có tiếng cười trong trẻo của một người con gái. Lão Lục Y nghe được những âm thanh đó, nhưng lão nguyện với lòng là sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết. Vào những đêm trăng sáng, và chỉ những đêm trăng mà thôi, người ta mới thấy Luận bơi xuồng ra giữa hồ, và lát sau anh đón một người con gái từ dưới nước ngoi lên. Họ ngồi bên nhau cười nói huyên thuyên và tựa thân vào nhau, ngẩng nhìn lên ánh trăng vằng vặc như tận hưởng hạnh phúc trời cho. Có thể nói, đó là mối tình âm dương hạnh phúc nhất.